Rồi 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 bữa anh em ơi đã quá. Ô ô ô còn gì đấy? Ô ai 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 bự cà phê gì bự chưa? Ôi ơi không được xảy nha anh em ơi. Tôi uống hôm nay tôi uống cái thẻo có một chấm mà tôi bắt hơi bị nhẹ nhàng xíu nha anh em. Hello, hello. Hôm nay Trung với Fishing này tiếp tục đi câu nha anh em. Hôm nay điểm đến của Trung là tại khu vực Đức Hòa, Long An. Thì hôm nay Trung câu cái đập những cái giống như dạng là cái hồ lớn luôn á. Thì đây có rất là nhiều cá thiên nhiên như cá chép, cá rô phi. À, anh em, đây là lần đầu tiên á Trung tới đây thì Trung câu ba cần năng C và Trung câu đài đây nè anh em. Đây tôi xí chỗ câu đài nè. Con em tới chơi nó ngồi chỗ của tôi nè. Đó. Hơi bị đẹp nha anh em. Sáng đến giờ tôi nay quay xếp hoài anh em mà không biết cá như thế nào anh em ơi, không biết có bẻ đầu không anh em ạ. Hồ này chỉ có một mình tôi câu nha. Nói đùa chứ, đây anh em nhìn nè, đó quá trời anh em câu luôn. Như ngày hôm qua thì Trung có gặp cái anh chủ hồ ở đây thì anh có chia sẻ là từ bữa dịch tới giờ có xung quanh bà con nơi xóm cũng muốn là câu con cá ở đây để về ăn. Thì anh cũng nói là thôi bà con hàng xóm thì anh cũng cho câu miễn phí. Thì trong thời gian vừa câu thì có bạn bè rủ này người kia. Thế là tất cả anh em biết tới cái điểm này và ngay bản thân Trung cũng được người em chia sẻ tới đây. Thì anh cũng nói là hiện tại bây giờ anh đang cho câu miễn phí. Nhưng mà sắp tới thì có thể là có một chút phí nhỏ để là thứ nhất là dọn dẹp vệ sinh cho hồ. Thứ hai có thể là mồi cá để cho anh em câu. Đó, địa điểm này thì rất là nhiều cá phi và cá chép tự nhiên nha anh em. Cá phi con nào nó khoảng cỡ bàn tay xuôi hoặc lớn hơn có con cả 2 kg như anh em chia sẻ nha. Rồi hôm nay Trung sẽ ngồi ở đây và Trung sẽ câu. Rồi anh em sẽ đón chờ hôm nay Trung sẽ câu ở đây dính cá gì và được nhiều hay không nha. Đâu. Sớm giờ em cứ lẩn qua lẩn quẩn em không chịu sơi. Này nhỏ mà. Có cá nha mấy anh. Đây, đã chưa? Rồi, cá phi thiên nhiên tự nhiên nha anh em. Đó. Đã quá trời đã luôn. Đây, bỏ vỏ xuống. Đâu? Bự. Đâu? Bự không? Từ từ thôi.
Ồ, quả này bự chưa? Đây toàn cá phi bự 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 đá đá mà. Đưa qua đây xúc, đây đây xúc. Cẩn thận nó mất nhá. Trời ơi, nó ăn mèo luôn. À, vô đây. Không vô được dướng cây bà nó lời. Rồi thôi. Vô chưa? Ồ, vô phi bà luôn. Rồi, đá luôn. Wow. Rồi, thật tuyệt vời, cá phi quá bự luôn. Hay quá. Căng nè anh em ơi. Hôm nay tôi đổi tài, tôi bắt được cá phi dày. Và thằng em nó đổi tài, nó bắt cá phi dày. Rồi, chắc tôi đi về đây, không câu nữa đâu. Hai lưỡi luôn hả? Ồ, đã chưa? Quá đã. Lên không? Rồi. Rồi, dứt. Thôi, tôi nên tôi bắt còn bự hơn nó mới được. Ừ. Ông mình mua vậy có tiền mua cái máy máy đâu nhiêu 3-4 triệu. Đủ. Gì đây có tiền người ta. Ngon luôn. Ê. Ôi, mèo xíu à trời. Từ từ em ơi. Ơi, nhẹ từ từ thôi. Đó, trời. Ồ. Ê, trời. Nó mèo có xíu à. Vô. Mày hả bưới. Vô. Ok. Có cá tiếp nha anh em. Giỡn với tôi à? Mấy anh giỡn với tôi à? Đó. Ê, tuyệt vời. Ok. Vào vợt cái là rớt lưỡi câu ra. Cá thông minh thì sợ đâu biết vô vợt cái gỡ liền. Thì ra đang lưỡi nhỏ anh em ơi. Sớm mà mình câu lưỡi lớn. Lưỡi số 9 không chịu ăn, lưỡi số 7 một chấm dứt. Ghê quá. Có thổ địa đây nó biết luôn. Anh thích nhất uống 36 đó. Đây, cái gì đây? Wow. Ô, mày dinh. Ô, mày dinh cho bá lửa luôn trời. Wow. Ô, mày dinh cho bá lửa luôn. Ok. Mày dinh cho bá lửa luôn nha. Ô. Vô. Trời ơi, mẹ dân chà bá lửa luôn, mập quá luôn. Trời ơi, đã cho anh em à. Trời ơi. Trời ơi, luốt miệng luôn rồi. Chết luôn. Chết luôn, luốt luôn. Quá đã. Đây. Tuyệt vời. Đây, luốt luôn trời, lưỡi của tôi luôn. Rồi. Trời ơi. Ok. Mẹ dinh này à, à bá lửa luôn. Bấm. Ok. Rồi, ngon lành. Hôm nay tôi hì hục nắp cái bàn ở đây. Ô, cá nó trôi, xúc em. Ô, có phi chà bá ra anh em ơi. Trời ơi, đó anh em thấy không? Đó. Đây cho anh mượn xem. Đó. Anh em tôi mới dứt được con cá phi chà bá lửa luôn anh em ạ. Đó. Đó. Đã không anh em? Đó, cá phi này rất là thiên nhiên nha, không có thả nha anh em. Đó. Anh em nào mau nhanh chân nha, tới xin câu nha. Ha, chứ không thì hết cá đấy. Ok, rồi em thả đem. Thả em rõ. Tuyệt vời. Rồi. Bự anh em ơi, đã quá. Con gì đấy? Bự. Cá phi gì bự chưa? Ôi. Ê, không được xảy nha anh em ơi. Tôi uống hôm nay tôi uống cái thẻo có một chấm mà ta bắt hơi bị nhẹ nhàng xíu nha anh em. Trời ơi. Ồ bự à.
đã. Rồi rồi. Ôi đã quá em ơi, trời ơi tê luôn á. Đâu đã quá đẹp ơi, tê luôn dạ. Cái con này bự, con này chắc trên 1 ký anh em ơi, có phi là chắc trên 1 ký quá. Rồi. Đã quá anh em ơi. Lấy chuyện lên mà lướt. Đâu rồi. Tí nó chơi trước cái cây. Bự không? Bự. Trời ơi con này bự, trời quá trời bự luôn anh em ơi. Rồi. Vô. Chưa chịu lên trời. Lên em ơi. Đó. Trời ơi đã cho em ơi. Đó. Yes, thui lùi luôn. Ơi. Trời ơi tí mắt. Trời ơi anh em xem con cá phi nè, nó chà bá lửa luôn. Trời ơi phi bà anh em ơi. Trời ơi. Ôi đã quá. Bây giờ là bữa trưa của mình nha anh em. Đây bánh tráng cuốn cháo nè anh em. Bánh tráng cuốn cháo có luôn. Hôm nay chúng xuống Long An thì có Thoại là người anh em. Lúc trước thì đã gặp đi câu ở hồ 13-47 này. Hôm nay dẫn chúng tới cái hồ này. Cái hồ này nó nằm ở khu vực nào Thoại? Bầu Tràm gần 13 mẫu anh. Bầu Tràm 13 mẫu. Ở đây có cái gì em nhỉ? Đây có rô phi mày dinh đặc biệt chép hơi bị khủng luôn. Chép khủng là mấy ký? Nó tầm khoảng 7-8 ký, còn đã có người lên con chép tầm khoảng 8 ký rồi. Thì cái lăng vàng có hơi bị nhiều mà con ăn. Đã quá anh em nhanh chân tới đây câu nha, chứ không mai mốt bác chịu hồ bác thu phí đấy. Bây giờ anh em mình có buổi trưa thì chỉ có gà ăn với cháo thôi. Có chỉ có thì đúng rồi, chỉ có gà với cháo thôi đúng không? Ta cứ bắt bẻ hoài. Buổi trưa đây thì chỉ có gà với cháo ăn anh em ạ. Gọi này, cái món ăn của mẹ bạn Thoại tài trợ chung với Vi Sinh với anh em đi câu ăn nè. Đấy. Ủa anh nghe nói em có tiệm đồ câu đài gần đây hả? Dạ mới mở anh. Mới mở thì trấn Đức Hòa. Anh em có mua đồ câu đài ghé Hắc Ngư Shop mà nha. Hắc Ngư Shop. Ở thị trấn Đức Hòa. Đúng rồi, ngay ngã ba thị trấn Đức Hòa luôn, gần chợ Đức Hòa. Rồi, anh em chúng ta câu đài có cần cái gì thì sẽ tới tiệm của Thoại nha. Em bán đầy đủ đồ luôn. Bình dân tới chuyên nghiệp có hết. Có bán cô gái đẹp không? Không. Chia sẻ với anh em nè, hồi sớm chung câu hồ này mà chung chơi cái thẻo 2 chấm không ăn. Thế là qua thằng em nụm cái thẻo 1 chấm. Dứt xuống cái là dứt xuống dứt. Anh em chúng ta tới đây câu thì chúng ta lưu ý nha. Rồi bây giờ ăn thôi ha. Rồi. Thế nào? Bánh tráng cuốn cháo hả? Gỏi gà anh chấm nước mắm luôn nè. Ngon quá là ngon. Làm xem gà nè. Cái này gà mình nhà luôn hả? Gà nhà luôn hả? Thay mặt anh em cũng cảm ơn mẹ của Thoại nha. Rồi. Ngon lắm em. Gà ta ngon. Mời caramel ăn. Rồi rớt cái chỗ. Đi chỗ khác. Đi ngang qua nó biểu môi, đéo ăn được. Trời ơi, được mất tiêu nè, nưỡi nữa nè. Trời ơi. Rồi để tao bún đây nhỏ, bún dây 2 chấm mới được. Nó rồi. Chép hay là chép phi bự ơi. Chép hay phi. Ô, đã quá đẹp ơi. Quả gì đây? Đã quá đẹp ơi. Mày á, lên vậy. Mở ghìm dưới kìa. Giữ chưa? Ơi, lên mày. Ơi. Rồi lên mày em ơi, lên em ơi. Rồi sướng quá em ơi, cà phê bà bự chà bá nữa chắc quá. Gì đây? Phi hay chép. Phi hay chép đây. Mày hả? Phi. Mày hả bữa.
ơi, đi qua mày đấy, mày tính nhảy qua 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 nấy câu mà mày. Rồi. Quá đã cho anh em. Cá này nó thấy nấy câu mình nó móc vào lưng nó cưỡi. Ù, cho bá lửa luôn. Ù. Đây. Ù. Đã quá. Vô. Này hả bữa ơi. Tuyệt vời ông mặt trời. Trúng. Ô, cái gì đây? Đây. Gì đây? Gì đây? Phì quá, phì bự quá. Ơi, mày dinh. Ngọt em mày dinh nữa. Rồi, xin mời em bà rõ. Uầy. Ê. Rồi, con gì đây? Ôi, đừng. Ừ, nằm dậy nha em. Ô, phi bà trời ơi. Trời ơi, phi cá sù luôn. Ô, con phi bà là trời ơi, đã chưa? Wow. Đây, câu cám xin ép phối trộn với bột ngũ vị hương có vẻ có lý nha. Cá phi bự bự ăn không? Đó, anh em thấy không? Đi câu đài khê nhất lúc này anh em ạ. Đã chưa? Đấy, vô. Đấy, lên. Được, lên chưa? Rồi, vô anh em ơi. Chả bá lửa. Đấy, trời ơi, con này bự chưa? Đây, bác Thoại, con cá này bằng con cá của bác Thoại chưa? Trời ơi, đã quá. Ôi, đã quá anh em ơi. Rồi, cá chào bá anh em à. Chờ đợi mình sẽ dơ cá này lên cho anh em xem là nó bự cỡ nào nhá. Ok. Rồi anh em ơi. Ôi, tí nhất. Một pha bắt cá công cần đấy anh em ạ. Ơi. Đây. Đây. Đây anh em ơi. Ôi. Đây anh em. Đây. Đây. Đã quá anh em ơi. Con này cá phi bự không? Trời đã quá. Nó bơi nha, mình thả nha. Bố mày. Ơi dữ nha. Quá mồm luôn. Cá ăn miệng nha anh em. Má vậy nó mà kéo cái phao đi ghê đó trời. Đây. Gì đây? Đây, cái gì đây? Phi bự, trời ơi, đồ. Ôi, phi lái, cá sù luôn. Con này bự à. Vô đây, vô em ơi, vô đây. Đi vô đây anh nói nghe này, nhẹ nhẹ đây nha. Đây. Nhẹ nhẹ nha. Đúng rồi, ngoan quá. Sao phi này biết nghe lời, sợ luôn. Trời ơi, đã quá đẹp ơi. Trời, trà bá lửa rồi. Trời, chết chui rồi. Trời ơi. Wow, quá đã anh em ơi. Trời ơi, ngay mép luôn. Rồi.
Nữa bà nữa nha anh em. Rồi vô vỏ em ơi. Ồ quá đã, quá đã nè mười, quá sướng. Nãy mình thả mấy cá nhỏ nhỏ xuống á, kêu về kêu phi cụ tới ăn đi. Thả mấy câu biển về nó mét cái phi cụ tới thì trời ơi. Rồi bây giờ cũng gần 5 giờ chiều nha anh em. Thì hôm nay là Trung đã tới một cái địa điểm ở Đức Hòa Long An ở đây và chia sẻ một cái địa điểm câu cá rô phi mà hoàn toàn miễn phí nha, trong thời điểm bây giờ nha. Thì anh em sẽ xem hôm nay kết quả hôm nay Trung gặt hái được bao nhiêu cá phi bà nha. Ok, báo cá anh em nha. Rồi. Đây. Rồi. Rồi anh em. Rồi. Ô, nặng quá anh em ơi. Toàn cá phi bự bự không à. Đây. Đó. Trời ơi. Cá phi bự bự không à. Bây giờ cá mía dinh nha anh em. Chắc Trung phải đổ ra đây để cho anh em xem. Đây, đây. Có mấy con cá nó bị chết đuối nha anh em. Đó. Đó. Đó, toàn phi bự bự không à. Đó anh em thấy không? Toàn cá phi bự không à. Đây. Đó. Đó. Quá trời luôn. Hôm nay Trung có thủ 3 cần máy câu năng C để săn cá chép ở đây. Nhưng mà im re à, chắc kỳ tới Trung sẽ tiếp tục săn hàng ở đây tiếp nha anh em. Hôm nay thì thành công mỹ mãn luôn. Câu cá sen ép kết hợp với bột ngũ vị hương được mớ cá phi mà toàn con nào bự bự không à. Đây mình để cái bịch cám đây nha, anh em biết là con cá nó bự cỡ nào đây. Đó ha. Rồi. Anh em có yêu quý Trung Quý Phát Sinh thì hãy để một like, một subscribe để ủng hộ cho Trung Quý Phát Sinh. Trung sắp nhận được nút bạc của YouTube rồi nha. Cảm ơn anh em đã trong thời gian vừa qua đã theo dõi Trung rất là nhiều. Và anh em nào chưa đăng ký thì bấm đăng ký nha. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong video clip lần sau.